Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lũ mùa hè năm nay một lần nữa gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm 13 tháng 8 cho biết ít nhất 33 người thiệt mạng và 10 người mất tích trong các đợt lũ vừa qua. Trung Quốc đã ở giữa mùa mưa lũ. Lượng mưa lớn kéo dài suốt 4 ngày qua gây lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng. Cùng với đó là một vụ vỡ đập lớn. Bộ Nội vụ Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết ít nhất 33 người chết và 10 người mất tích, hầu hết bị chôn vùi do sạt lở đất hoặc rơi xuống hồ chứa ngập nước. Một số ngôi làng bị ngập hoàn toàn và cư dân bị mắc kẹt trong nhà của họ. 5 hành khách đã chết sau khi một chiếc xe buýt mắc kẹt trong một đường hầm ngập nước ở ga tàu điện ngầm. Tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu khoảng 15 chiếc ô tô bị mắc kẹt trong một đường hầm khác dài 430m. Đường hầm bị ngập vào sáng thứ Bảy. Theo Bộ Nội vụ, 7 thi thể đã được tìm thấy từ đường hầm vào Chủ nhật và các thợ lặn đang tiếp tục tìm kiếm những người khác suốt ngày đêm. Người thân của một nạn nhân mất tích trong đường hầm nói, "Tôi đã mất hết hy vọng nhưng tôi không thể rời đi. Trái tim tôi tan nát khi nghĩ về nỗi đau mà con trai tôi phải cảm thấy trong làn nước lạnh." Đoạn phim phát trên truyền hình địa phương cho thấy nước lũ từ một con sông gần đó tràn bờ và tràn vào đường hầm. Trung Quốc bắt đầu bước vào mùa mưa bão từ tháng 6, thường mang theo lượng mưa lớn kéo dài trung bình 30 ngày. Cảnh báo thời tiết đã được nâng lên mức cảnh báo cao nhất vào thứ Năm tuần trước. Một số khu vực có lượng mưa lên tới 500mm trong 3 ngày. Vào thứ Bảy, chính phủ kêu gọi sơ tán các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Văn phòng của Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Thủ tướng đã họp khẩn với các phụ tá để thảo luận các biện pháp đối phó với thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt. Trước đó, ông đã ra lệnh cho Thủ tướng Lý Khắc Cường huy động mọi nguồn lực hiện có để giảm thiểu số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Bước vào mùa mưa bão nên thường xuyên gây ra lũ lụt, nhưng do có sự chuẩn bị đầy đủ về tổng thể nên số người bị ảnh hưởng tương đối ít. Lũ lụt ở Hà Bắc vào tháng 7 năm ngoái đã khiến 15 người thiệt mạng. Mưa được dự báo cho đến thứ Tư, với Cục Khí tượng Trung ương cảnh báo về mối nguy hiểm nghiêm trọng từ các điều kiện địa chất khác. Thưa quý vị, bản tin mạng thời tiết Trung Quốc từ ngày 15 tháng 8 cho biết một đợt mưa lớn mới ở phía Nam bắt đầu ở khu vực Tây Nam và mưa lớn đổ xuống Trùng Khánh và những nơi khác. Dự báo trong ngày 15 tháng 8 và 16 tháng 8, lượng mưa mở rộng về phía Đông, nhiều nơi ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử chìm trong nước mưa, An Huy, Hồ Bắc và các nơi khác có mưa to, mưa sẽ dần yếu dần và kết thúc vào ngày thứ Năm. Hầu hết phía Bắc được chi phối bởi thời tiết nắng nóng, đặc biệt là ở phía Bắc Trung Quốc và khu vực Hoàng Hoài, nơi có nhiệt độ cao hơn bình thường trong cùng thời kỳ. Lưu vực sông Dương Tử chìm trong mưa, có mưa lớn ở Hồ Bắc, An Huy và những nơi khác. Từ đêm ngày 14, mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở Trùng Khánh, trong ảnh là trận lũ quét ở thị trấn Kim Tế, huyện Trung. Bắt đầu từ ngày 14, một đợt mưa mới ở phía Nam khởi hành theo hướng Tây Nam. Theo dõi cho thấy, ngày 14 đã xảy ra mưa lớn ở một số khu vực phía Đông Trùng Khánh, Đông Bắc Quý Châu, Tây Nam Hồ Bắc, Bắc Hồ Nam và Tây Nam Quảng Đông, đồng thời có mưa to cục bộ với lượng mưa từ 100 đến 174mm. Cường độ mưa lớn nhất trong giờ ở các khu vực nói trên là 65 đến 85mm. Trong ngày 15 và ngày 16, đợt mưa này sẽ nhanh chóng mở rộng về phía Đông, có mưa rõ rệt ở nhiều nơi ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo, từ ngày 17 đến ngày 20, một số khu vực thuộc Trùng Khánh, Quý Châu, Nam Giang Hán, Tây Giang Nam và Bắc Giang Nam sẽ có mưa to hoặc mưa rất to xấp xỉ 150mm. Trong ngày 15 tháng 8, một số khu vực thuộc Đông Nam Trùng Khánh, Nam và Đông Quý Châu, Nam Hồ Bắc, Trung và Bắc Hồ Nam, Tây Bắc Giang Tây, Nam An Huy có mưa to hoặc mưa rất to, trong đó có mưa to cục bộ với lượng mưa từ 100 đến 120mm ở phía Tây Hồ Nam và Đông Bắc Hồ Nam. Một số khu vực nêu trên có mưa to ngắn ngày, cường độ mưa mỗi giờ lớn nhất từ 20 đến 40mm, cục bộ trên 50mm. Về vấn đề này, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 6 giờ hôm nay. Một khu vực thuộc Tây Nam Trung Quốc cũng vừa phải trải qua đợt nắng nóng như thiêu đốt trong tháng này, giờ đang đối diện với nguy cơ lũ lụt trong những ngày tới. Theo Reuters ngày 14 tháng 8 đưa tin, thành phố Trùng Khánh và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Tứ Xuyên đang đón nhận lượng mưa lớn sau khi trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng. Mưa bắt đầu vào hôm 13 tháng 8 và dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 8.
chính phủ Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống phòng lũ khẩn cấp ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương ngày 15 tháng 8. Đầu tháng này, tình trạng hạn hán khẩn cấp quốc gia đã được ban bố. Nhiều khu vực ở miền Nam của Trung Quốc đã chứng kiến nhiệt độ vượt quá 40 độ C trong vài tuần qua. Đây được xem là giai đoạn nóng nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu thu thập thông tin vào năm 1961. Bên cạnh hạn hán, nắng nóng khắc nghiệt dọc theo lưu vực sông Dương Tử cũng đe dọa mùa màng ở nhiều thành phố và địa phương. Trên mạng xã hội, những bức ảnh về sông hồ trơ đáy đã xuất hiện. Trùng Khánh và Tứ Xuyên còn phải đối mặt với cháy rừng. Trước đó, giới chức Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kích mưa, bao gồm gieo mưa nhân tạo bằng máy bay không người lái. Tờ China Daily cho biết, tình trạng nắng nóng và hạn hán ở 22 quận huyện của Trùng Khánh đã giảm nhẹ từ ngày 12 tháng 8. Sau khi Trùng Khánh tiến hành hoạt động gieo mây hàng loạt, cơ quan khí tượng Trùng Khánh hôm 13 tháng 8 thông báo thành phố này đang tìm kiếm thêm cơ hội để kích mưa nhân tạo. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, phần lớn Tứ Xuyên và Trùng Khánh sẽ đón nhận mưa lớn trong 5-8 ngày tới, với lượng mưa cao hơn 40-100% so với bình thường. Những khu vực biệt lập sẽ ghi nhận lượng mưa cao gấp đôi. Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng học Trung Quốc kêu gọi người dân tại những khu vực mưa lớn cẩn trọng với nguy cơ lũ lụt và sạt lở. Trong khi đó, tại Trung Quốc, ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích trong trận lũ quét ở khu vực Tây Bắc. Sau khi trận mưa như chút nước bất ngờ bắt đầu vào ngày 14 tháng 8, gây lở đất và khiến một con sông đổi hướng. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, trận lũ quét trên xảy ra tại một khu vực miền núi của huyện Đại Đồng thuộc tỉnh Thanh Hải, gây ảnh hưởng cho hơn 6.200 người từ 6 ngôi làng. Theo CCTV, tính đến trưa ngày 14 tháng 8, 16 người thiệt mạng và 36 người mất tích, công tác cứu hộ đang được tiến hành. Một đoạn video do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy những con đường ngập trong bùn, cây bật gốc, nhà cửa bị hư hại và nhân viên cứu hộ mang theo xẻng. Lượng mưa lớn đột ngột vào đêm ngày 14 tháng 8 đã gây ra tình trạng này. Giới chức Trung Quốc cảnh báo mưa to dự kiến sẽ đổ bộ vào các khu vực phía Bắc, bao gồm thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh láng giềng Thiên Tân và Hà Bắc. Trước tình hình này, một trụ sở tiền tuyến được thành lập để tổ chức ứng phó khẩn cấp. Đầu tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các quan chức ở tỉnh Liêu Ninh bảo đảm an toàn tính mạng của người dân trong việc kiểm soát lũ lụt. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc trong tháng 6 đã khiến hơn nửa triệu người phải di tản và gây thiệt hại ước tính 250 triệu đô la Mỹ. Ngược lại, hàng triệu người ở Tây Nam Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng sau khi đợt nắng nóng gay gắt dẫn đến tình trạng suy giảm nguồn cung điện, buộc các nhà máy phải tạm dừng hoạt động. Nhiều nhà khoa học cho rằng thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới đã trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu, có thể sẽ ngày càng khốc liệt hơn khi nhiệt độ tăng lên. Kính thưa quý vị, báo Tân Kinh đăng tải đoạn video cho thấy mưa đá to bằng quả trứng gà ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc khiến 25 người bị thương, làm hỏng hàng trăm phương tiện xe cộ. Trận mưa đá xảy ra vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 14 tháng 8 theo giờ địa phương tại huyện Thiên Tấn thuộc Châu Tự Trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây tỉnh Thanh Hải. Những hạt mưa to bằng quả trứng gà, có một số hạt to hơn quả trứng vịt. Đoạn video cho thấy những hạt mưa đá to liên tiếp rơi xuống mặt đất trong lúc nhiều người dân có mặt tại sự kiện thi hát dân ca. Do sự kiện được tổ chức ngoài trời nên khi mưa đá trút xuống, người dân không còn cách nào khác là nhanh chóng trốn dưới những tấm bạt và lều. Tuy nhiên, mưa đá kèm theo gió lớn đã khiến phần mái của nhiều căn lều bị thủng lỗ chỗ vì bị hạt mưa đá cỡ lớn rơi trúng. Ngoài ra, hàng loạt xe hơi cũng được nhìn thấy bị vỡ phần kính ở phía trước và sau. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy con cừu nằm chết trên đất. Cư dân địa phương họ Lý kể rằng thời tiết đột ngột thay đổi, những hạt mưa đá rơi dày đặc. Ông định trốn vào trong xe nhưng không kịp thời. Hạt mưa trông giống như một viên gạch, một số lớn hơn trứng vịt. Đầu tôi bị chảy máu khiến cứ thấy choáng váng, ông Lý kể. Đoạn video làm cư dân mạng Trung Quốc xôn xao. Một cư dân mạng địa phương chia sẻ, thật kinh hoàng. Một vài người bạn của tôi đã có mặt tại hiện trường thấy kính xe bị vỡ nát, nhiều xe bị phá hủy hoàn toàn. Trận mưa đá này to thật. Kính ban công nhà chị tôi bị đập vỡ rất nhiều, hoa màu cũng bị dập nát. Những người già ngoài 80 tuổi nói rằng lâu lắm rồi họ chưa từng thấy trận mưa đá nào lớn như vậy, cư dân mạng khác kể. Các nguồn tin chính thức địa phương cho biết trận mưa đá khiến 25 người bị thương, 739 phương tiện bị hư hỏng và 135 con cừu chết. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia NMC đã thông báo dông bão hoặc có mưa đá ở các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Phúc Kiến và Tứ Xuyên. Ngoài ra, mưa lớn cũng trút xuống nhiều vùng trên cả nước, một số nơi thậm chí ghi nhận lượng mưa lên tới 60mm/giờ.
Trong khi đó, NMC ban bố cảnh báo vàng về các mức nhiệt cao trong bối cảnh một đợt nắng gay gắt hoành hành tại nhiều khu vực của nước này. Nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải, thành phố Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và nhiều địa phương có nhiệt độ trên 35 độ C vào ban ngày. Thậm chí một số khu vực tại thành phố Trùng Khánh và tỉnh Chiết Giang hứng chịu nắng nóng trên 40 độ C. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.